Anh ơi, em rất thích làm chuyện này khi đang tắm. Đó chính là lướt TikTok. Mà tay và iPhone thì lúc nào cũng ướt nên rất khó lướt. Có cách nào để lướt khi đang ướt không anh? Ủa gì mà nghe lú vậy ta? Tóm lại là muốn lướt TikTok khi mà đang ướt chứ gì, đúng không? Đấy, cái này thì quá đơn giản luôn. Ngại gì mà không thử? Bước đầu tiên là các bạn phải có iPhone ở nhà. Sau đó vào cài đặt, chọn trợ năng, khẩu lệnh, bật nó lên. Nhớ ngôn ngữ là tiếng Anh nha. Tùy chỉnh các lệnh, tùy chỉnh, tạo lệnh mới. Ví dụ mình ghi Next ở đây, sau đó chọn tác vụ, chạy cử chỉ tùy chỉnh. Mình sẽ vuốt lên như thế này, sau đó lưu. Tạo thêm một lệnh mới là Play. Ở đây các bạn chỉ chạm một cái thôi nhé, để ấn chạy video ấy mà. Vậy là xong, giờ mình sẽ demo nhé. Next. Next. Pause. Play.